Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 20.000 tóc cần FSH. Chương trình để góp này random cho 5.000 member may mắn nha bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click link mô tả dưới video mà tôi đang tắt chatbot nè bạn. Rồi. 4 cho này góp 4 FSH thì khoảng 50 đô các bạn. Mình sẽ nhận được các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group Kinseller nè các bạn. Bạn join kênh group 20.000 đúng rồi. Nếu bạn nào may mắn nhận được cái dáng này thì nhận được từ 50 đô đó các bạn. Rồi các bạn chat câu luôn, bạn để chép mình phải là cái máy các bạn. Đôi lúc các bạn join xào cái máy các bạn yếu quá nó văng ra các bạn thì các bạn sẽ không nhận được airdrop đâu các bạn. Rồi join tiếp kênh seller nên mình khuyên các bạn chat câu để cho chắc ăn, mình có join xào airdrop. Rồi tiếp tục các bạn join xào kênh seller nữa nè, máy xào yếu với ta, mạng yếu xìu các bạn. Các bạn bắt đập lên nha bạn, tiếp tục bấm continue. Hiện tại mới có 1k6 người tham gia các bạn, 5.000 slot là hiện tại còn 3.000 mấy vậy. Cái này nó tính theo, tiếp tục các bạn join Discord, điền lưu xin em Discord nào. Thì các bạn join cho Discord nào. Rồi trên Discord thì các bạn chấp nhận là mờ nha các bạn. Rồi trên Discord thì các bạn bấm nhau một verify nha các bạn, mũi tên nha các bạn. Rồi xuống đây thì verify. Sao mình verify bạn nhấp vào đây thế kia. Mình anh vào một người khác đã phản ứng. Verify là mình gửi tin nhắn vô các bạn. Sao ok, các bạn cứ nhấp vào người ta các bạn. Rồi sau khi các bạn join vào xong thì các bạn copy cái anh username mình nè bạn. Rồi các bạn sao chép lại địa chỉ dí nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Sau start là ta để mình trở về con bot các bạn. Rồi các bạn dán username Discord mình vào đây nha các bạn. Phan các bạn. Rồi mình gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục follow tại Twitter và gọi là username cho nó nè. Trên tại Twitter thì các bạn theo dõi các bạn. Sau đó thì các bạn bắt up lên nè. Các bạn điền lại username tại Twitter của mình nè. Hát thiệt cái máy, chắc này sao mạng yếu xìu. Khuya này nè, H9. Làm video khó không chứ. Đó. Tiếp tục các bạn like và retweet nè, pinbot gì. Dán của nó nè các bạn, cái bài viết của nó nè. Tweet có tab gì không nè. Rồi, các bạn like nè, các bạn chỉ dẫn tweet đang dài người bạn của mình vào nè các bạn. Rồi bạn tweet lên nè. Sau đó thì các bạn bắt đắp lại. Các bạn gửi link retweet cho nó nha các bạn. Thì bạn mở Twitter mình ra lại nè. Trên Twitter nhấp Anamata nhấp vào mục hồ sơ nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài này nè. Tại ở dãy tàu lao không ta. Rồi các bạn sao chép liên kết nè các bạn. Giờ lại cho bot nha các bạn. Tiếp tục các bạn submit địa chỉ GBNB Smart Chain Bet20 trên chiếc wallet của tất cả các bạn nha các bạn. Nhiệm vụ khá là đơn giản luôn các bạn. Rồi sau đó các bạn gì lấy bấm vào ghép đêm lấy ghép chia sẻ trong bè những người thân để kiếm những tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.